Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Oxybit Các bạn thân mến, vào chiều ngày 22 tháng 3 vừa qua thì trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những hình ảnh hậu trường của Tư Chiến đang chụp tạp chí Và thời đó thì mọi người đều đoán rằng đây chính là động thái chính thức tái xuất của nam diễn viên sau những ngôi nào vừa qua Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây nhé Nhìn thái độ và sắc mặt của Tiêu Chiến có vẻ như sự cố vừa rồi không ảnh hưởng đến mấy tâm trạng và tài nguyên của anh. Trong ảnh, Tiêu Chiến đang cười rạng rỡ, rất nhanh chóng trang phục mà nam diễn viên khoác lên người đã được các fan hâm mộ tra ra được. Chỉ tính chiếc áo khoác mà Tiêu Chiến đang mặc đã có giá hơn 28.000 nhân dân tệ, tức là 96 triệu đồng. Tiêu Chiến xuất hiện trong một căn phòng kín tại studio ảnh. Chính vì vậy mà dân mạng nghi ngờ hình ảnh này bị lộ chỉ có thể do phía Nam Minh Tinh cố tình tung ra để thử phản ứng của dư luận. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng với hai hình ảnh này, Tiêu Chiến trông rất quê mùa, không tác ra được khí chất nên có của một người mẫu ảnh. Theo như fan hâm mộ, Tiêu Chiến lên bìa trên số tạp chí tháng 4, nói cách khác anh chàng sẽ sớm trở lại trước truyền thông và dư luận. Vài ngày trước, trên mạng liên tục đưa tin cho biết Tiêu Chiến trở thành nam chính trong tác phẩm Tiệm đồ cổ Á Xá và cùng đoàn phim Khánh Dư Niên quay tiếp phần 2. Có vẻ như tất cả những sóng gió vừa qua không ảnh hưởng nhiều tới ngôi sao Trần Tình Lệnh. Gần đây, tập thể fan hâm mộ tuy chiến dấy lên tranh luận khi tuyên bố mở quỹ thiện nguyện giúp đỡ người nông dân khó khăn. Tuy nhiên, sau lùm xùm khiến tuy chiến bị tẩy chay, việc làm này của họ lại không hề được công nhận. Chuyện 27 tới nay trôi qua cũng đã gần một tháng và nhiệt độ của nó cơ bản đã dần lắng xuống khi những chủ đề khác dần lấp đi và quan trọng nhất vẫn là lượng lớn fan tiêu chiến chọn cách các kiếm lùi bước trong các cuộc khẩu chiến trên cộng đồng mạng, không nghi ngờ gì khi chúng mang tới tác dụng tích cực. Vậy nhưng có fan chọn cách im lặng, âm thầm ủng hộ cho thần tượng, làm việc người hâm mộ nên làm không mang thêm phiền phức tới cho nghệ sĩ thì cũng có rất nhiều người kích động Gần đây, họ lên tiếng cho biết rằng đây là lúc nên phản kích lại rồi. Theo lý luận của những fan hâm mộ này thì việc im lặng trên mạng căn bản không có tác dụng vì trong giới tranh luận kẻ nào to mồm hơn kẻ đó có lý. Tất nhiên, cách tốt nhất để thanh minh cho tiêu chiến là lên tiếng thay anh thông qua các trang mạng. Gần đây, tập thể fan hâm mộ tiêu chiến dưới lên tranh luận khi tuyên bố mở quỹ thiện nguyện giúp đỡ người nông dân khó khăn. Nhiều tin tức cho rằng, mặc dù đoàn đội và fan của ngôi sao Trần Tình Lệ làm việc tốt khi giúp đỡ xã hội, vậy nhưng những hành vi trước đó của họ là trả hàng loạt những sản phẩm đã mua khiến thương hiệu và dư luận vô cùng ác cảm và cảnh giác trước nguy cơ có thể lặp lại. Nếu chiếu theo phương án ban đầu trước khi có sự tham gia của fan tiêu chiến, mọi người lập ra mục tiêu giúp đỡ nông dân theo từng mức và tăng tỷ lệ phần trăm mua hàng theo mỗi tháng, tháng sau sẽ nhiều hơn 5% so với tháng trước. Bất ngờ thay, trong phút chốc, bên phía fan tiêu chiến đã mua hết làm người trở tay không kịp và hạng mục này chính là cây tể thái của huyện Lâm Tuyền. Đơn giản mà nói, những kế hoạch xóa đói giảm nghèo đều có các bước cụ thể. Nếu như nông dân nhìn thấy cây tế thái có thể bán dễ dàng như vậy, hơn nữa lượng tiêu thụ cũng không hề thấp, họ chắc chắn sẽ tích cực trồng trọt trong năm nay. Nhưng xóa đói giảm nghèo là cả quá trình trường kỳ. Nếu như sang năm hay nhiều tháng tới, phía tiêu chiến không mua nữa thì thành phẩm của người nông dân tạo thành lượng nông sản tồn kho khó bán, tổn thất chắc chắn là không hề nhỏ. Chuyện này đã tạo nên một lượng tranh luận lớn trên mạng, có người ủng hộ tiêu chiến vậy nhưng cũng có người phản đối. Đây cũng chính là lý do tại sao fan tiêu chiến không chọn cách im lặng nữa mà quay lại phản kích. Chúng mình là Hostbit, đừng quên like cũng như subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất các trong rồi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.